mọi người nhé, tiếp tục trong cái series giải đáp về cái vấn đề về máy lọc không khí, các cái câu hỏi đặt ra của khách hàng. Bên em sẽ lên dần dần nhé, các bác cứ subscribe kênh thì em sẽ nói hết cho các bác các cái vấn đề về máy lọc không khí, các cái câu hỏi phổ biến giải đáp về các vấn đề. Đó. Thì tiếp tục trong series đấy thì hôm nay em sẽ làm một cái vấn đề về máy lọc không về nói về màng lọc không khí. Một cái câu hỏi rất là phổ biến của rất nhiều bác khách hàng khi mà mua máy lọc không khí ấy, thì có đặt ra cái câu hỏi là cái màng lọc thì bao nhiêu lâu thì sẽ phải thay, đúng không ạ, và nó bị như thế nào thì mới phải thay màng lọc. Ok, thế thì ở trên thị trường bây giờ ấy, một số bên bán ấy thì họ cứ nói là cái màng lọc, nhất là cái màng HEPA thì dùng tới được 10 năm. Mình thì mình chắc là mình chỉ nghĩ là họ được training. Một số bên sẽ được training, các cái hãng họ training, nhưng mà thực ra là họ không có thực tế. Tại vì khi mà mình bán hàng ấy, bán cả hàng mới và cả hàng cũ, thì mình nói thật là các bác là khi mà các bác dùng ấy thì các bác sẽ biết được là thực tế cái thời gian cái màng lọc bao nhiêu lâu thì phải thay. Thực ra thì bây giờ sẽ có hai cái vấn đề nhá, mình sẽ lên luôn. Nhất là màng màng than. Màng than này thì đây mình lấy cái màng này. Đây, mình sẽ lấy cái màng này. Sẽ có hai loại màng mọi người nhá. Nó sẽ có màng than và màng HEPA. Màng than thì là màng khử mùi, còn màng HEPA nó là màng lọc bụi. Đúng ạ. Thế thì bây giờ cái màng than ấy thì thường thường sẽ ít phải thay hơn, tầm 4-5 năm thì cũng được. Nói chung là cái đấy thì chắc chắn là cũng không ảnh hưởng lắm, trừ khi là nhà nào bị quá bị mùi, ví dụ như hôm có ông anh hôm trước là chuyên ăn lẩu với các thứ tổ chức ở nhà ấy, nướng mực nó mùi quá mà phơi mãi không hết mùi, thực ra là thôi thì thay. Đấy là cái mà trường hợp nó cũng hơi gọi là hơi riêng một chút, hơi đặc biệt một chút đấy. Còn bình thường ấy, bình thường là sẽ chỉ thay màng HEPA, đúng không ạ? Đây là màng HEPA. Mình sẽ nói cái màng HEPA nhá. Đây. Cái màng HEPA thì như các bác biết là sử dụng một thời gian ấy thì mình phải vệ sinh. Như bên em là cứ khuyến cáo từ 2 tuần cho đến 1 tháng các bác vệ sinh màng HEPA một lần. Tùy thôi, các bác có điều kiện vệ sinh càng nhiều càng tốt. Đấy, nói chung là như thế, mình nhưng mà chỉ được vệ sinh khô. Cái vấn đề mà nói về màng lọc, vệ sinh màng lọc thì chắc là mình không nói thêm nữa. Đây thì bây giờ nếu như bây giờ khi mà mình sử dụng máy nhá, mới đầu máy mình bên mình bán như thế này đi, đây là bộ màng lọc mới tinh, nó rất là trắng các bạn, và các bác so sánh nha. Đấy, bây giờ mình sẽ để này. Đấy. Thì sau một thời gian sử dụng nhá thì cái màng lọc HEPA ấy nó sẽ đổi màu như này. Thực ra như này thì vẫn còn có thể sử dụng được, nhưng mà nếu nó đen thêm một chút nữa thì tôi khuyên các bạn nên đổi màng, thay màng. Tại vì cái màng lọc ấy nó cũng quyết định tới khoảng 4-50% cái chất lượng không khí ở trong phòng của mình. Đấy, còn kết hợp hệ thống diệt khuẩn nữa. Thế nhưng mà đại khái như thế nên là cái vấn đề mà các bác vệ sinh thường xuyên cũng kết hợp với cái vấn đề là thay màng lọc định kỳ thì giúp cái máy lọc không khí hoạt động trơn tru hơn. Tiếp theo là xử lý chất lượng không khí tốt hơn rất nhiều so với cái vấn đề là mình cứ để. Thật ra là mình đã gặp rất là nhiều khách, ví dụ như là có người để đến gần năm ấy. Thật sự cái màng lọc rất là bẩn luôn. Còn ở Việt Nam ấy, em không nói ở các tỉnh nào, nhưng mà như Hà Nội hoặc Sài Gòn này mà rất là nhiều. Thì em khi các bác là tầm độ khoảng 1-2 năm thay màng lọc một lần. Đấy, không nên để lâu quá. Em thì không nói suông và không lý thuyết. Đấy, nếu mà nói về màng lọc thì không lý thuyết được, vì thực tế mình sử dụng và thực tế mình bán thì mình thấy thì khoảng ở Hà Nội, như ở Hà Nội mình đang ở ấy, thì được khoảng 1 năm cho đến 1.5 năm thay màng lọc một lần. Đó, nhất là cái màng HEPA, cái màng than thì các bác không cần nhé, chữ dư để cần lý, nhất là HEPA. HEPA thì các bác tầm 1 năm mang ra, các bác 5-2 năm thay một lần, tùy điều kiện môi trường từng nhà. Có những nhà thì ở những chỗ nó khá là sạch thì cũng chỉ cần khoảng 2 năm thôi. Có những nhà thì có khi chỉ tầm, mình nghĩ là chưa được 1 năm đã cần phải thay rồi, tại vì có những nhiều nhà mặt đường ấy nó rất là bụi luôn, bụi kinh khủng luôn. Để một thời gian đen kịt luôn mà vệ sinh cũng không ăn thua, tại vì nó quá đêm quá bụi. Thế thì các bác phải biết là khi, mà hai là khi các bác dùng ấy, các bác nhìn cái màng lọc HEPA các bác biết là cái lượng bụi trong phòng rất là nhiều. Đúng không? Nhiều người cứ bảo là không dùng thì không biết, chứ còn đã dùng thì nó ra rất là nhiều bụi. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp câu hỏi là nãy giờ mình đang nói cái vấn đề là màng lọc thì bao nhiêu lâu phải thay và cách và bao lâu vệ sinh. Thì mình chốt lại cái giải đáp câu hỏi hôm nay nhé, là màng lọc thì có hai loại, một là HEPA và hai là than. Thì màng HEPA tầm độ khoảng 1-2 năm phải thay, vệ sinh thì gần 1-2 tuần đến 1 tháng vệ sinh một lần. Còn màng than thì tầm 4-5 năm thay một lần cũng được. Đấy, thì các bác nào có cái thắc mắc gì về màng lọc thì có thể comment bên dưới, em sẽ giải đáp thêm.